Rồi, chào các bạn. Clip hôm nay mình chia sẻ các bạn bài cô hàng xóm. Rồi, để đáp ứng lại yêu cầu của các bạn đã nhờ mình làm cái bài này cũng khá lâu rồi. Hôm nay mình mới làm được ha các bạn. Tại vì có rất nhiều bạn yêu cầu nhưng mà có một mình thôi thì mình không thể đáp ứng một lúc cho các bạn được. Cho nên mình sẽ lần lượt làm từ từ. Rồi mình cũng sẽ đáp ứng hết cho tất cả các bạn thôi ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi để nhận được những video mới nhất mỗi khi mình đăng tải. Rồi hôm nay thì bài cô hàng xóm với điệu rumba hả các bạn ha, theo lời yêu cầu của một số bạn đó. Thì bài này các bạn có thể chơi tempo khoảng 80 đến 90 thì tùy khả năng của các bạn ha. Ở đây mình chơi 87 ha các bạn ha. Rồi điệu thì các bạn cứ chọn điệu rumba hoặc bolero cũng được. Trên bạn nào sử dụng cây Cashmere 250 thì có thể chọn rumba 100 giống như mình ha. Không thì các bạn cứ chọn rumba thì các bạn thích. Rồi tiếng bài này thì tiếng thứ nhất là mình sử dụng tiếng đàn tranh hay các bạn ha, sử dụng cho phần intro. Tiếng thứ hai là tiếng đàn bầu cũng intro luôn. Rồi tiếng thứ ba là tiếng string để mình lót. Mình ghi mã số cho màn hình luôn ha các bạn ha. Bạn nào sử dụng Cashmere 250 thì các bạn lưu vào và đàn. Rồi tiếng thứ tư là cái tiếng guitar để mình đàn cái lời bài hát. Tiếng thứ năm là tiếng sáo để đàn điệp khúc, và tiếng thứ sáu là tiếng tiếng kèn để đàn điệp khúc luôn. Rồi mình cũng ghi trên màn hình đó, bạn nào xài Cashman thì có thể sử dụng những tiếng giống mình lưu vào các bạn xài ha. Rồi bây giờ các bạn ghi nốt cái phần intro. Thì đầu tiên intro mình chia làm hai đoạn ha các bạn ha. Đoạn thứ nhất sử dụng tiếng đàn tranh, đoạn thứ hai các bạn sử dụng tiếng đàn bầu. Rồi các bạn ghi đoạn thứ nhất. Mi re mi son la. Chỗ này các bạn bỏ la thứ. Mi re mi son la thứ. Rồi tiếp. Si re si la son la, si chỗ ngay si thì các bạn lên mi 7 ha. Si re si la son la, son la các bạn về lại la thứ. Si mi 7 nè. Re si la son la, về lại la thứ. Rồi tiếp. Mi si lên lại mi 7. Re si la son la, về lại la thứ. Rồi tiếp. La son mi la là do re. Về la về re thứ. La son mi la là do re. Rồi. Với câu này thì ngay chỗ mà cái đoạn chuyển từ la thứ qua mi 7 đó thì các bạn có thể giữ luôn mi 7 cũng được. Rồi xong các bạn về re thứ luôn, rồi hết một đoạn của intro. Các bạn không nếu các bạn chưa quen thì các bạn không cần chuyển qua chuyển lại ha. Cứ sử dụng mi 7 thôi cũng được. Rồi bây giờ mình đọc cái phần sử dụng mi 7 thôi ha. Rồi lại cái phần đoạn đầu của intro. Mi re mi son la. Chỗ này thì la thứ ha các bạn ha. Rồi tiếp. Bỏ mi 7 nè. Si, rồi bỏ mi 7 luôn. Si re si la son la. Vẫn giữ mi 7 luôn ha. Mi si re si la son la. Vẫn mi 7 luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp. La son mi la là do re. Chỗ này các bạn bỏ xuống re thứ ha. Rồi xong một đoạn thì các bạn có thể chuyển qua tiếng đàn bầu, các bạn đàn đoạn tiếp theo của intro. La mi la do re, các bạn bỏ re thứ. La mi la do re, các bạn bỏ re thứ. Rồi tiếp. Mi la mi son mi re do re. Mi son mi re do re, vẫn giữ re thứ ha các bạn ha. Rồi tiếp. Mi la la mi la do re mi. Mi la do re mi. Mi la do re mi, các bạn bỏ mi 7. Mi la do re mi 7. Rồi tiếp các bạn. Si mi mi re do la. Si mi mi re do la. Các bạn về lại la thứ, rồi hết intro. Rồi hết intro thì các bạn đổi tiếng ha. Các bạn lót một cái câu hết intro xong các bạn lót sử dụng tiếng trinh các bạn lót. Mi fa mi re do si la. Rồi các bạn vô phần lời đổi tiếng báo trống vô. Chọn tiếng guitar đàn phần lời ha các bạn ha. Rồi mình sẽ lại intro cho các bạn tham khảo này ha. Intro xong thì lót câu xong rồi mình vô phần lời. Lại à, tham khảo các bạn tham khảo lại nha. Tôi có căn nhà tranh.
lót câu tiếng thị trinh á, lót câu xong rồi vô phần lời. Rồi các bạn ghi phần lời. Mi đồ mi son la, mi đồ mi hay mi rề mi cũng được ha các bạn ha. Vùng ngoại ô, mi đồ mi son la, các bạn bỏ la thử. Mi đồ mi son la, các bạn mi đồ mi son la, các bạn bỏ la thử. Rồi tiếp, tôi có căn nhà tranh. Si re si la son la, si re si la son la, các bạn bỏ la thứ luôn ha. Ngay chỗ si thì các bạn có thể lên mi 7, xong rồi về son la các bạn bỏ la thứ ha các bạn ha. Còn không thì giữ la thứ luôn cũng được ha. Rồi lại nghe các bạn lại phần lời nè. Vùng ngoại ô mi đồ mi son la, la thứ. Tôi có căn nhà tranh, si re si la son la. Rồi vẫn giữ la thứ luôn. Rồi tiếp, tuy bé nhưng thật xinh. Rồi giống câu vậy luôn. Si re si la son la, tuy bé nhưng thật xinh. Rồi cái câu này thì đàn hai lần ha, các bạn ha, hai lần giống nhau. Rồi các bạn vẫn giữ la thứ. Tháng ngày sống riêng một mình, la mì la pha mì rề, các bạn bỏ rề thứ. La mì la pha thăng mì rề, các bạn bỏ rề thứ. Ngay sử dụng pha thăng cho nó hay ha các bạn ha. Tháng ngày sống riêng một mình thì mình sử dụng cái pha thăng đó cho nó hay. La mì la pha mì rề, các bạn bỏ rề thứ. Rồi tiếp tiếp sống riêng một mình. Rồi tiếp một đoạn nữa, một câu nữa. Cái đoạn một mình chia làm nhiều câu ha các bạn ha. Rồi xong một câu rồi mình qua câu tiếp theo ha. Một câu nữa, nhiều câu cho dễ tập. Rồi tiếp câu tiếp theo. Nhà cạnh bên, nhà cạnh bên. Dưới này đi ha các bạn ha. La mi la đô rê, la mi la đô rê, các bạn bỏ rê thứ là nhà cạnh bên ha các bạn ha. La mi la đô rê, rê thứ. Rồi nhà cạnh bên. Em sống trong giàu sang, mi la mi rê đô rê, mi la mi rê đô rê. Em sống trong giàu sang, chỗ này cũng bỏ mi thứ luôn ha các bạn. Bỏ rê thứ luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp. Quen ngắm nhung đài trang, mi la mi rê đô. Quen ngắm nhung đài trang, mi la mi rê đô mi. Chỗ này các bạn về lại la thứ. Mi la mi rê đô mi, quen ngắm nhung đài trang, các bạn về lại la thứ. Rồi tiếp. Đi về xe đón đưa, la son mi la đô si, la son mi la đô si. Đi về xe đón đưa, chỗ này các bạn bỏ mi 7. La son mi la đô si mi 7. Rồi đi về xe đón đưa đó. Rồi đi về xe đón đưa. Rồi tiếp tiếp một câu nữa, câu đoạn 1. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, rê rê mi rê đô la, rê rê mi rê đô la, các bạn bỏ la thứ ha. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, đêm đêm dưới ánh trăng vàng, rê rê mi rê đô la, các bạn bỏ là thứ. Rồi tiếp. Tôi với cây đàn âm thầm thở than, tôi với cây đàn, tôi với cây đàn. Rồi. La đô la son rê, la đô la son rê, tôi với cây đàn. La đô la son rê, tôi với cây đàn. La đô la son rê, các bạn bỏ rê thứ ha. La đô la son rê, âm thầm thở than. La âm thầm thở than là các bạn ghi mi rê đô rê mi ha. Tôi dưới cây đàn nè là la đô la son rê. Rồi rê thứ. Rồi tiếp. Âm thầm thở than, mi rê đô rê mi, các bạn về lại la thứ là âm thầm thở than ha. Mi rê đô rê mi là âm thầm thở than, các bạn về lại la thứ. Rồi tiếp một câu nữa của đoạn 1. Và cô nàng bên sớm, mi la si,
mì la mì la xí, các bạn bỏ mì bảy. Mì la xí, mì bảy. Rồi tiếp. Mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Rê rê si la son. Các bạn bỏ son trưởng là mỗi lúc lên đèn nè các bạn ha. Mỗi lúc lên đèn rê rê si la son. Các bạn bỏ son trưởng. Rê rê si la son. Mỗi lúc lên đèn. Rồi tiếp. Sang nhà làm quen. Lên đèn sang nhà làm quen. Lúc lên đèn sang nhà làm quen. La son mi re mi la. À, sang nhà làm quen là các bạn ghi vô. La son mi re mi la. La son mi re mi la. Các bạn về lại la thứ là sang nhà làm quen. La son mi re mi la là sang nhà làm quen. Rồi các bạn về lại la thứ. Rồi vậy là hết ra cái đoạn 1 ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần điệp khúc. Điệp khúc thì các bạn đổi qua tiếng điệp khúc mình chia làm hai đoạn ha các bạn ha. Một đoạn sử dụng tiếng sáo, một đoạn sử dụng tiếng kèn tây. À, đổi qua tiếng sáo sử dụng phần điệp khúc. Rồi các bạn ghi điệp khúc. Mi 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 re đô re mi là đô. Tôi ca không hay, tôi đang nghe cũng dở. Mi 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 re đô re mi là đô. Các bạn bỏ đô trưởng ha. Tôi ca không hay, tôi đang nghe cũng dở là mi 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 re đô re mi là đô. Rồi các bạn bỏ đô trưởng. Rồi tiếp. Nhưng nàng khen nhiều và đặt nhiều. Si son si son la mi mi re mi ha các bạn ha. Si son la mi mi re mi. Si son la mi mi re mi ha. Cái là chỗ này các bạn về lại la thứ. Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều. Si son la mi mi re mi ha. Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều. Các bạn chỗ này có thể các bạn liếng nốt nè. Ha. Si son la mi mi re re mi ha. Rê rê thăng rồi mi ha. Không thì cứ đơn giản là si son la mi mi rê mi ha các bạn ha. Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều. Rồi các bạn về lại la thứ. Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao. Mi la đô mi rê rê đô mi. Mi la đô mi rê rê đô mi. Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao. Mì la đô đôi mì rê rê đồ mì. Ở đồ rê. Lại các bạn ha. Mì la đô mì rê rê đồ mì. Ở đồ rê. Chỗ này các bạn bỏ rê thứ ha. Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao. Mì la đô mì rê rê đồ rê. Đó, hoặc là các bạn liếng nốt. Đô đô thăng là rê. Không thì cứ mì la đô mì rê rê đồ rê. Các bạn bỏ rê thứ ha. Làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao. Rồi tiếp ha các bạn ha. Như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Như lời âu yếm mặn nồng rê đồ rê mi là. Như lời âu yếm mặn nồng rê đồ rê mi là. Rê đồ rê mi là như lời âu yếm mặn nồng. Chỗ này các bạn về lại la thứ. Rê đồ rê mi là. Rồi tiếp. Của đôi lứa yêu nhau. Mi si re si la si. Mi si re si la si. Mi si re si la si. Của đôi lứa yêu nhau. Các bạn bỏ mi bảy ha. Của đôi lứa yêu nhau. Mi si re si la si. Mi si re si la si. Các bạn bỏ mi bảy. Rồi của đôi lứa yêu nhau. Rồi tiếp. Qua đoạn 2 của cái phần điệp khúc. Các bạn đổi qua tiếng kèn đi ha. Hai năm trôi qua ha. Mi 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 mi. Hai năm trôi qua. Mi 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 mi. Các bạn bỏ la thứ ha. Rồi tiếp. Ân tình không dám ngỏ. Rê đô rê mi là đô.
ân tình không dám ngỏ là rê đô rê mi la đô, rê đô rê mi la đô là ân tình không dám ngỏ. Chỗ này các bạn bỏ đô trưởng ha, rê đô rê mi la đô. Rồi tôi sợ thân mình là bọt bèo, si son la mi mi rê mi, tôi sợ thân mình là bọt bèo, si son la mi mi rê mi. Các bạn bỏ la thứ ha. Rồi tiếp, làm sao dám ước tờ duyên mai sao, mi la mi la đô. Rồi ghi các bạn ha, làm sao dám ước tờ duyên mai sao, mi la đô mi rê rê đô rê, mi la đô mi rê rê đô rê. Chỗ này các bạn bỏ rê thứ, làm sao dám ước tờ duyên mai sao. Rồi tiếp ha các bạn ha, tôi sờ ngang trái làm, tôi sờ ngang trái làm mong đời chua xót thương đau, rê đô rê mi la la, tôi sờ ngang trái làm mong. Đó các bạn điền một câu liên tiếp luôn ha, rê đô rê mi la la. Rồi tiếp, mi la mi si mi rê đô la ha, mi si mi rê đô la, tôi sờ ngang trái mộng đời làm chua xót thương đau, mi si mi rê đô la, rê đô rê mi la la, mi si mi rê đô la, mi rê đô rê mi la la, mi si mi rê đô la. Là các bạn về lại la thứ là xong hết phần điệp khúc. Hết điệp khúc thì các bạn đàn đoạn cuối thì bạn đàn y chang đoạn 1 ha các bạn ha, không khác gì hết. Hát khác lời nhưng mà đàn giống y, rồi đoạn cuối các bạn cứ đàn giống y đoạn 1. Sau đó các bạn sẽ kết ao ha. Kết ao thì các bạn đổi lại tiếng đàn tranh ha. Các bạn cũng đàn câu giống như intro đó, nhưng mà các bạn đàn như thế này. Rồi các bạn ghi nốt luôn ha. Mi rê mi son la mi si, rê si la son la. Các bạn ghi vô. Rồi, cái này chia ngay khúc này, cái mà mi si rê si la son la thì các bạn đàn ba lần ha. Đầu tiên vô thì các bạn đàn mi rê mi son la. Rồi, la thứ. Rồi tiếp. Mi si rê si la son la. Câu này các bạn đàn ba lần ha. Xong rồi các bạn đàn nữa nè. Mi si rê si la son la. Rồi đàn lần nữa. Mi si rê si la son la. Rồi tiếp. Đàn câu này nữa. Câu tiếp theo nữa. Mi si mi rê đô la. Các bạn ha. Mình cũng ghi cho màn hình đó cái khúc kết ao đó, thì các bạn cứ nhìn rồi các bạn theo dõi đây nữa ha. Là xong là cái kết ao vậy là xong ha các bạn ha, là hết cái bài cô hàng xóm. Rồi tiếp tới mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha các bạn ha. Mình sẽ chia sẻ liên tục nhưng mà theo trình tự thôi. Các bạn nào nhờ trước thì mình sẽ chia sẻ trước, nhờ sau thì mình sẽ chia sẻ sau. Tại vì có một mình thôi, mình không thể đáp ứng một lượt hết cho tất cả các bạn được. Mong các bạn thông cảm ha. Nhưng mà lần lượt mình cũng sẽ đáp ứng hết cho tất cả các bạn thôi. Các bạn nào nhờ gì thì cứ comment bên dưới cho mình nha. Rồi mình kết thúc từ đây ha các bạn ha.